Rồi chào các em, chào mừng với đến với lớp học đầu tiên. Tức là bữa nay là có thể là buổi học đầu tiên của cả trường mình học online. Thì các em nên làm quen với cái việc này, bởi vì là cái thời đại này mình học online là cái chuyện bình thường ha, không có cái gì là ghê gớm đâu. Và trường mình là một cái trong những cái trường mà gần như là đầu tiên. Hồi tối hồi thầy cũng có giới thiệu với các em đó, là học trực tuyến, tức là hình thức học trực tuyến, tức là ngày xưa đó em. Ngày xưa trường mình nó có nhiều cái cơ sở, cho nên là một số lớp đã từng, một số anh chị của các em đó, đã từng gọi là học trực tuyến, có nghĩa là giáo viên thì ở chỗ này mà lớp học thì ở chỗ kia, học qua cái truyền hình hội nghị đó, và cũng có kiểm tra đánh giá, rồi cũng có hỏi trả lời, rồi ok hết. Bây giờ là chúng ta có công nghệ thông tin, mỗi người đều ở nhà cũng được, cũng có thể học được, cho nên là cái mình làm quen với cái chuyện này không có gì là ghê gớm đâu. Ở trên thế giới hoặc là nhiều trường người ta học nhiều lắm rồi. Thì thầy giới thiệu cho các em, thứ nhất là chào mừng các em đến lớp học ha, và cảm ơn là trong vòng hai cảm ơn các em là trong vòng 2 ngày vừa qua, khi mà trường triển khai thì gần như là tất cả các sinh viên của lớp mình đều vào phần là LOS của trường hết, đăng ký gần như là 100%. Thì trong đó có trường hợp của các bạn, một số bạn là chưa, chỉ có 2 bạn là chưa vào được, trong đó một bạn là vào chậm, tức là có liên hệ với thầy, còn một bạn ấy là thầy đã liên hệ, thầy đã tìm cách liên hệ và bạn ấy nói là bạn đã nghỉ học luôn. Thì cho nên là về cơ bản là thầy đã liên lạc được, tức là thầy nhờ các bạn ha rất là nhiệt tình và giúp liên lạc được các tất cả các bạn vào trong lớp trong vòng 2 ngày và đã đăng ký hết luôn. Đó, thì thầy rất là cảm ơn các em, tức là thể hiện cái tính sẵn sàng thanh niên đúng không? Ở trong này thì thầy giới thiệu sơ qua cái lớp học. Đó, thì em nào mà có vào được trong cái lớp học này á, thì ở bên này nó có cái chỗ là các khóa học của tôi, tức là của bạn á. Ví dụ bạn có khóa học nào đó thì nó xuất hiện ở đây, nếu bạn có 2 khóa học thì nó sẽ xuất hiện 2 lớp chẳng hạn. Và hiện giờ thầy chỉ dạy 1 lớp, hoặc là nếu như em mà chỉ có học 1 lớp học phần thì các em có thể vào đây để vào trong cái page của cái course, tức là cái khóa học đó. Thì trong này thì cái trong phần trang tin này thầy định là đưa vào những cái tin tức nổi bật, tức là cái tin ví dụ như là thông tin ID, mật khẩu, là những cái thông tin quan trọng cho cái buổi học này. Nếu như tuần sau á mà chúng ta có lịch học tiếp á, mà thầy nghĩ là chắc tuần sau chúng ta học tiếp, thì có thể là cái thông tin ID và cái mật khẩu này nó đã thay đổi rồi, nó có thể là bị thay đổi. Thì thầy sẽ phải thông báo hàng tuần, cho nên là em vào trang tin này để cập nhật những cái thông tin ID và mật khẩu cho cái buổi học, nếu như có cái buổi học tiếp theo. Trong cái phần thảo luận này á, thầy dùng cái giống như mình diễn đàn các em, tức là trong này các em có thể là đặt câu hỏi hay là thắc mắc, rồi các em có thể là trao đổi lẫn nhau hay là thảo luận trong lớp, hoặc là có câu hỏi gì thầy có thể trả lời. Thì vô trong này các em thêm một chủ đề mới để các em đặt một cái vấn đề nào đó, hay là một cái chủ đề nào đó, hay là một câu hỏi gì đó. Và các bạn có thể là vào trong cái bài viết để mà chọn phúc đáp, để mà trả lời phúc đáp, tức là reply để trả lời. Thì đây nó giống như cái hình thức của diễn đàn. Thì thầy không rõ là các em là có quen với cái hình thức này không, bởi vì cái thời của thầy là rất hay dùng diễn đàn, cho nên là nó rất là ấy. Còn các em là thời Facebook về Twitter, cho nên là các em xem cái chỗ đó. Cái phần điểm danh này á, thì là các em vào trong này thì là nó sẽ có một cái link đúng không, để các em điểm danh, để các em xem. Ví dụ như thầy chuyển qua cái vai trò học viên này, thì các em thấy là ngay chỗ này nó có cái là submit attendance, nghĩa là tự đánh điểm danh, tức là mình nhập cái điểm danh. Sinh viên có thể tự làm việc này mà thầy không phải làm nữa, thì vô trong này rồi em chọn là em đi học rồi, hay là em vào lớp trễ, hay là em nghỉ có xin phép hay gì đó, thì các em cứ nhập vào trong đó, tức là em tự điểm danh luôn. Thì cái phần này nó các em có thể làm bây giờ, hoặc là có thể là
trong cái giờ giải lao á, thì có thể là mình giải lao khoảng 5 phút để chuyển đổi giữa các cái chủ đề học hành, cho nên là các em có thể là điểm danh lúc đó cũng được, không có vấn đề gì. Và ở đây là cái chương trình học mà thầy đã giới thiệu với các em từ đầu, là có overview, là có này ha. Thầy là trước Tết hình như là chúng ta đã học tới tới cái phần này rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ là ôn tập lại, bởi vì mình học rồi cho nên mình ôn tập nhanh lại hai cái chương này, cố gắng là hết cái chương này ha. Và mình sẽ thầy sẽ đưa ra một số cái câu hỏi để các em là thảo luận là trên lớp trực tiếp, và các em có thể là về nhà soạn thêm, đó là những câu hỏi mà liên quan đến những cái chủ đề này. Thì đó là thầy giới thiệu qua. Và cái việc mà dùng Zoom là thầy thấy là có vẻ như cho bạn Mai Văn Hà vào quản được. Thầy thấy cái việc là dùng Zoom thì là các em có vẻ như đã là có vẻ như đã quen rồi, và chúng ta cũng có một số buổi thử nghiệm. Những cái buổi thử nghiệm đó là thường là chỉ có mười mấy 20 người thôi, và hôm nay là chúng ta có gần như cả lớp là 58 bạn. Hiện giờ là có 58 người, có nghĩa là trừ hai hai cái tài khoản của thầy ra thì các em có 56 người trên tổng sĩ số của mình là 60. Đó là một cái sĩ số rất là đáng khen ngợi, đúng không? Tức là chúng ta trong vòng 2 ngày qua chúng ta đã rất là cố gắng để mà đưa mời tất cả các bạn ở trong trong lớp có thể tham dự được buổi học này. Rồi bây giờ thầy bắt đầu đi vào cái phần học ấy, do từ nãy giờ vẫn có bạn vào lớp và thầy cũng phải để ý để mà admit để cho bạn vào lớp. Rồi, bây giờ thầy bắt đầu vào cái phần thứ nhất. Đó là cái chương mà chúng ta đã từng học rồi ha. Thầy chỉ giới thiệu sơ qua để ôn tập lại cho các em những cái điểm mà chủ yếu. Và sau đó chúng ta thầy sẽ đưa ra một số cái câu hỏi để các em có thể là tự làm, tự soạn ra câu trả lời ha. Và sẽ có một số câu là mình thảo luận trực tiếp luôn. Đó là cái phần là giới thiệu về cái kiến trúc máy tính. Cái slide này là những slide quen thuộc với các em, thì thầy đã trình bày rồi, thầy chỉ lượt qua thôi. Thì máy tính người ta là máy tính chia làm nhiều ngôn ngữ, các em languages, tức là có dấu S này, có nghĩa là có nhiều ngôn ngữ, nhiều cấp độ và nhiều cái máy ảo. Tức là những cái máy này là những cái máy ảo. Ví dụ như ở đây chúng ta có tới N cấp độ ha, và mỗi một cấp độ này á thì nó tương ứng với là một cái máy ảo. Và riêng cái cấp độ level 0 này á, thì nó là máy thật, tức là actual computer, tức là máy máy M0, tức là máy máy tính thật. Là máy mà coi như là với cái ngôn ngữ là L0, thì đây là chính là cái máy thật, và cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ mã máy. Cái ngôn ngữ là đầu tiên của nó sơ khai của nó đó. Mà để sử dụng cái máy ảo máy thật này cũng như là sử dụng cái ngôn ngữ này nó rất là khó, bởi vì là nó là ngôn ngữ của máy tính ha, nó là thiết bị điện tử, cho nên là người ta phải tạo ra những cái máy ảo và những cái ngôn ngữ máy mà nó gần gũi với người dùng hơn, dễ sử dụng hơn. Thì nó ví dụ như đây là cái ngôn ngữ mã máy mà bằng mã bằng coi như là binary, tức là số nhị phân đó, thì con người không thể mà sử dụng được cái ngôn ngữ này, rất là khó, cho nên người ta mới tạo ra những cái máy ảo ha, người ta hình thành ra những cái máy ảo để mà dễ sử dụng hơn, với những cái ngôn ngữ mà càng lên cao, tức là cái cấp độ càng cao thì cái nó gần càng gần với ngôn ngữ của người sử dụng đó, tức là mình ngày càng dễ sử dụng hơn. Ví dụ như là đến cái ngôn ngữ mà thời hiện giờ các em thấy là hiện giờ mình giao tiếp với máy tính, một số bạn có thể là dùng giọng nói đúng không, để mà bật máy tính, tắt máy tính, hay là mở cái này mở cái kia, tức là bây giờ mình có thể giao tiếp với máy là bằng giọng nói được rồi.
hoặc là cách đơn giản nhất là mình dùng chuột, dùng bàn phím gì đó ha. Hoặc là thầy cũng có kể cho các em cái câu chuyện giống như trong cái phim mà Iron Man ấy. Tức là cái ông đó, cái người đó họ lập trình bằng đó là không phải bằng gõ code như như chúng ta, mà là ông có những cái đối tượng và anh sử dụng cái 3D đúng không, cái hình ảnh 3D và anh kết nối những cái đối tượng đó lại, và gần như cái việc mà lập trình đó là được tự động hóa chứ không phải giống như là chúng ta nữa. Và càng ngày thì những cái cấp độ này nó càng lên cao không, thì cái ngôn ngữ này nó càng càng gần với ngôn ngữ của người dùng, thì người ta gọi là ngôn ngữ bậc cao. Càng lên cao thì người ta nói là ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ mà càng gần với ngôn ngữ của người con người, còn ngôn ngữ bậc thấp là gần với ngôn ngữ của mã máy. Để các em hình dung. Rồi như vậy tương ứng thì các em có là những multi-level machine, máy và có nhiều cấp độ đó. Thì tương ứng với những cái cấp độ này, các em thấy có những cái level mà người ta đặt tên, ví dụ đây là digital logic level, nghĩa là số học đúng không? Rồi cái đây là coi như là vi kiến trúc. Rồi cái này là lâu lâu vẫn có bạn vào lớp. Rồi là injection set, tức là tập lệnh, kiến trúc tập lệnh. Rồi là đến là hệ điều hành đúng không? Rồi mới đến là ngôn ngữ, ngôn ngữ assembly. Rồi mới đến là ngôn ngữ mà hướng vấn đề. Và càng ngày nó càng lên nữa không? Đó. Thì cái chỗ này các em thấy là chỗ này các em chú ý cái chữ này, đây là hardware, phần cứng này. Đây là phần cứng. Và đến cái phần là micro architecture, nghĩa là vì kiến trúc thì người ta dùng là interpretation. Đó. Đây là coi như là thông dịch không? Tức là nó thực hiện trực tiếp, thực thi các cái câu lệnh nó một cách trực tiếp. Đó. Rồi đến chỗ này các em chú ý cái chữ là translation, nghĩa là biên dịch, compiler đó em. Người ta mở ngoặc ra là compiler, thì các em đã từng học những cái môn mà ngôn ngữ, những cái môn lập trình, ví dụ như là nhập môn lập trình, kỹ thuật lập trình hay là phương pháp lập trình gì đó đó, thì các em có thể đã được giới thiệu về cái gọi là compiler, nghĩa là trình biên dịch đó. Thì nó ở cái mức cao rồi các em, còn ở cái mức thấp hơn á, tức là ở cái gần với cái phần cứng, gần với mã máy, thì ta dùng là thông dịch, tức là interpretation. Thì các em nên phân biệt được cái sự thông dịch và cái sự biên dịch. Nó giống y như là trong cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta đó. Biên dịch có nghĩa là mình dịch một cái tài liệu gì đó ha, dịch xong luôn. Còn thông dịch có nghĩa là dịch trực tiếp, có người người ta nói dứt câu là mình phải dịch liền. Cũng y như là cái này, là trình thông dịch hay là cái sự thông dịch đây nè, là một cái câu lệnh mà nó xuất hiện thì là nó biên dịch ha, và nó là dịch ra ngôn ngữ máy và nó chạy luôn. Tức là khi xuất hiện một cái lệnh cấp trên thì là cái thông dịch này là nó dịch sang cái lệnh của mã máy và nó chạy luôn, thì đó là chính là thông dịch. Còn biên dịch này có nghĩa là nó dịch toàn bộ cái chương trình của các em thành một cái mã máy rồi sau đó nó mới chạy, tức là dịch xong rồi nó mới chạy, thì đó là translation, còn đây là interpretation. Nó em các em phân biệt cái chỗ đó thì kiến thức cơ bản thôi. Đây là cái sự tiến hóa này của cái gọi là cái máy thì thầy lướt qua ha. Đầu tiên là vi chương trình, rồi tới hệ điều hành, rồi tới là chuyển sang là microcode, nghĩa là vi vi code, nghĩa là những cái code nhỏ hay những cái đoạn code nhỏ để mà làm những cái việc gì đó, và là nó sau đó nó hoàn toàn nó biến mất cái gọi là vi chương trình. Đây là một cái ví dụ về cái task, tức là cái nhiệm, cái nhiệm vụ của cái hệ điều hành, của cái gọi là hệ điều hành FMS. Ở trong này các em thấy là có chương trình nè, và trong này là có dữ liệu nè, và từ đầu đến cuối nè. Đây là các cái bước mà quan trọng trong cái kiến trúc máy tính, tức là cái lịch sử của em thấy là nó từ rất là sớm, từ năm 1834 thì người ta đã là lần đầu tiên người ta đã cố gắng, người ta tạo ra một cái máy tính điện tử, máy tính số ha. Thì lúc này là máy tính, lúc này nó không giống như là máy tính của mình đâu các em.
lúc này máy tính nó to và nó rất là chậm chạp. À, rồi mới đến là máy tính electronic, là máy tính điện tử ha. Cái từ máy tính này các em, nó không phải là computer, là máy tính, là thầy đã giải thích cho các em á, không phải là như là mà cứ thấy cái computer này là giống như cái máy tính, máy vi tính của mình á. À, mà nó có máy tính là nó rộng hơn, nó không chỉ là máy vi tính, tức là máy để bàn, máy laptop, mà có thể có những cái máy rất là lớn, và cũng có thể có những cái máy mà siêu nhỏ, ví dụ những cái microcontroller, tức là những cái vi điều khiển. Nhưng mà nếu mà được lắp đặt theo một kiến trúc gọi là kiến trúc máy tính thì nó vẫn gọi là máy tính ha. Đây là máy tính điện tử. À, rồi biết tới năm có những cái mốc quan trọng thì ví dụ như năm từ năm này 1961, nghĩa là rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. À, thì IBM nó bắt đầu ha. Small Business Machine, nghĩa là máy tính lúc này là bán được rồi. Rồi thầy nhớ là đến năm 1981 là một cái mốc quan trọng này, thì nó bắt đầu nó mới có là cái kỷ nguyên mà máy tính cá nhân hiện đại. À, thì tới năm này mới có máy tính cá nhân hiện đại. Đây là năm sinh của thầy, có nghĩa là nó cũng 39, gần 40 tuổi rồi, gần 40 năm rồi, hẳn 30 mấy năm rồi. Lúc này các em chưa có nè, thì mình xem qua những cái bước lịch sử như vậy. À, và ví dụ như là đến năm 1992 là có cái máy tính cá nhân mà tới 64 bit. Hiện giờ các em có những cái máy tính laptop hay là những máy tính cá nhân mà 64 bit là bình thường đúng không? Thời gian trước đây thì các em có 32 bit, có nghĩa là cùng một thời điểm ha, cùng một lúc nó xử lý 64 bit. Còn máy tính mà 32 bit là cùng một thời điểm thì là nó xử lý được 32 bit. Thì hiện giờ thì các em thấy là một cái máy tính cá nhân hoặc là đến năm 1993 thì có máy tính gọi là Hamtron, là máy tính mà trong hem, tức là lòng bàn tay, cái máy tính nhỏ và nó nằm trong cái lòng bàn tay. Rồi đây là các cái giai đoạn, cái generation thầy lướt qua hả, cũng không có nhiều thông tin lắm, thầy giới thiệu qua rồi. Đây là một cái hệ thống máy tính mà sơ khai của cái ông là Paul Neumann, là máy tính mà có thể là mà máy tính mà bắt đầu một cái kiến trúc mà người ta từ đó người ta phát triển ra thành máy tính hiện đại đó các em. Và gồm có là memory, các em hiểu memory là RAM đó, bộ nhớ chính đó, xong rồi khối điều khiển, rồi khối là arithmetic logic unit, nghĩa là ALU, khối tính toán luận lý. Rồi đây là cái thanh ghi tổng, accumulator. Rồi là thanh ghi tổng này là mới input output, ví dụ như cái có một cái câu lệnh thì nó sẽ vào trong cái phần input này đúng không, sau đó cái khối nhà luận lý thì sẽ tính toán, nó xử lý. À, muốn cần dữ liệu gì thì nó là lấy dữ liệu từ đây. Nói chung là ngày xưa người ta cần có cái này, khi mà máy tính nó chưa hình thành và người ta đang phát triển thì ta cần phải xây dựng một kiến trúc ha, gồm các cái thành phần kết nối với nhau như thế nào để cho ra một cái kiến trúc mà máy tính như hiện nay rất là hay các em, mà là một cái hệ thống rất là mở, một thiết bị điện tử mà các em thấy là các em có thể dùng rất là thuận tiện và nó có thể làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như là hiện giờ các em đang học online, đây là cả một quá trình phát triển của lịch sử thì mình mới có thể làm được cái việc này. Thì đây là cái máy tính gọi là single bus, nghĩa là một cái bus đơn, là chỉ có một cái bus đơn là gọi là omnibus, kết nối tất cả các thành phần từ CPU tới memory tới là màn hình, là terminal là giống như màn hình kia, rồi là khối nhập xuất, cái này là để lưu trữ ra, paper tape để lưu trữ. À, rồi là nhập xuất. Rồi các em lướt qua cái này, những cái thông tin là thầy đã giới thiệu sơ qua rồi. Nói chung là đây là cái product line, dây chuyền sản xuất của IBM, dây chuyền sản xuất của IBM mà từ thời xưa đó, những cái máy tính mà những cái model máy tính như thế nào, lúc đó là tốc độ nó còn rất là chậm với em. Rồi các em cũng đã từng được giới thiệu của cái gọi là
là định luật Moore. Ừ, có bạn là nhà cúp điện cho nên là bị disconnect hả? Không sao, các em cứ nhắn tin thôi các em. À, bị disconnect thôi. Rồi các em cứ vào lại rồi em nhắn tin thôi. Không cần phải à ok sao? Thì cái chuyện mà cúp điện hoặc là không vào được là cái chuyện bất khả kháng cho nên không có vấn đề gì. Thì có gì đó các em báo lại với thầy thôi. À, thầy đã giới thiệu cho các em cái gọi là định luật Moore á. Định luật Moore người ta dự đoán là 60% năm cứ mỗi năm á, thì cái số mà transistor này trên cái bo mạch á, là nó sẽ tăng lên 60%. Thì khi mà cái số lượng transistor này nè ở trên một cái bo mà nó tăng lên thì cái dung lượng mà nó lưu trữ được nó cũng đồng thời nó cũng sẽ tăng lên. À, bởi vì người ta dùng những cái transistor này, tức là chất bán dẫn nghe, những cái linh kiện bán dẫn này để người ta lưu trữ, bởi vì nó rất là phù hợp với cái nhị phân, tức là transistor này có tính chất là bán dẫn, tức là lúc dẫn lúc không, cho nên người ta sử dụng cái tính chất đó để người ta lưu trữ rất là tốt, tức là khi nào mà dẫn thì nó là mức một, khi nào không dẫn thì nó là mức không hoặc ngược lại chẳng hạn. À, thì cái ông Lô này này, ông Mo này, ông ấy dự đoán là mỗi năm là tăng lên 60%. Như vậy là mình thấy là cái sự phát triển này là coi như là liên tục và nó theo một cái định luật, cho nên là máy tính của chúng ta nó cũng sẽ phát triển theo cái định luật này. Rồi các em xem đây là giá cả, các em giá thì xem qua để mà biết, ví dụ như là một cái máy tính microcontroller, tức là một cái vi điều khiển thì nó khoảng 5 đô thôi. À, hay là một cái game computer, máy tính đi chơi game, ví dụ như chơi mấy game như là sách sách gạch gì đó chẳng hạn ha. À, thì nó khoảng là 50 đô, hơi đắt. Rồi máy tính cá nhân, tức là máy tính cá nhân, máy tính để bàn, máy tính laptop khoảng 500 đô, cũng đúng ha, khoảng triệu gì là 10 triệu gì đó ha. Rồi rồi cái server thì nó khoảng là 5.000 đô, 5.000 đô. Cái server thì đắt hơn bởi vì nó là cái chủ ha, nó là server, là máy phục vụ, nó cung cấp dịch vụ cho các client cho nên là nó đắt hơn. Rồi là workstation là máy trạm, rồi mainframe là máy tính lớn, cái mainframe là nó tới rất là đắt, nó tới là 5 triệu đô la, million, 5 triệu đô la. Rồi là máy trạm. Ngoài ra nó còn có super computer nữa, là những cái hệ thống máy lớn. Đây là cái sơ đồ, cái hình ảnh của cái bo mạch chủ của cái máy tính cá nhân, tức là personal computer, máy tính cá nhân. À, thì trong này người ta liệt kê ra các thành phần chủ yếu. À, em nào đây là máy tính cũ rồi các em, đây là máy tính Pentium 4, máy tính cũ rồi, máy tính này máy tính khoảng năm 2000 lẻ mấy, 2000 lẻ mấy. À, đây 2003. À, và cái hình này là cái hình mà có bản quyền cho nên cái người mà họ thiết kế ra cái slide này họ viết ra rõ ràng là coi như là được cho phép, không có bản quyền mà được cho phép thì mới được mới đăng hình. Thì có cái thành phần thứ nhất là cái Pentium 4 socket, đây là chính là cái CPU của em, cái bộ vi xử lý ấy, nó có thể là nằm chỗ này. À, rồi nó có support chip, rồi số 2 nó nằm đâu ấy, thì số 2 nằm đây, support chip, tức là cái này để nó hỗ trợ cho toàn cái bo luôn. Rồi là memory socket là nó đây để mình cắm cái cạc RAM vào ha. Rồi ACP connector là để mình kết nối với cái màn hình. Rồi là disk interface để mình kết nối với đĩa rồi ghi ra Ethernet. Thì các em làm quen với từ gọi là Ethernet. Thì đây chính là cái mạng của em, cái dây Ethernet đó. À, tức là cái dây mạng của em đó. Rồi là file PCI slot là khe cắm mở rộng, 5 cái khe cắm mở rộng. Thì ngày xưa là hoặc là bây giờ máy tính để bàn á, người ta có những khe cắm này để các em nối thêm các cái thiết bị ngoại vi. À, ví dụ như là cần nối thêm những cái thiết bị ngoại vi thì là người ta sẽ cắm cái cạc vào đây. Ví dụ như các em muốn có cạc âm thanh, tức là hiện giờ trong này nó cũng có âm thanh rồi, tôi gọi là âm thanh on board đó, nhưng mà giả sử như là người ta muốn là âm thanh nó chất lượng nó tốt
thì người ta mua một cái cạc âm thanh chẳng hạn, hoặc là hiện giờ trong đài đã có màn hình, nhưng bây giờ các em hoặc là người sử dụng của các em đó, có nhu cầu là xử lý đồ họa, ví dụ người ta làm những công việc về thiết kế đồ họa, hay là kiến kỹ sư, hay là kiến trúc sư, hay là phải sử dụng những cái chương trình mà nó phải render nhiều, ví dụ như 3D Max, hay là các cái về về cái mỹ thuật hay là về kiến trúc vân vân, thì người ta có thể cần một cái cặp màn hình. Thì lúc đó người ta sẽ cắm vào những cái khe cắm PCI ở đây, rồi các em có USB, là có calling technology, có công nghệ làm mát, rồi có BIOS, rồi để là basic input output system, tức là hệ thống vào ra cơ bản, tức là có cái BIOS này là các em có thể điều khiển được cái máy tính mà không cần các cái hệ điều hành, tức là mình có thể là vào trong cái phần là bây giờ bằng thân thái của lớp. Rồi. Rồi các em lướt qua cái này hả, là nó theo cái dòng, với family là theo dòng, theo họ, tức là các cái lớp đó, các cái càng ngày thì người ta đưa ra các cái dòng máy tính, ví dụ như là cái dòng là 8051 chẳng hạn, tức là cái chip này nó có một cái dòng. Rồi cái này chúng ta cũng lướt qua. Tức là càng ngày thì là cái memory, tức là cái bộ nhớ này của máy tính nó càng nhiều, ví dụ như Pentium 4 là tới 4 GB, trong khi đó cái máy tính mà cái thời là 8008 gì, 8008 là thời xưa đó, từ năm 72 á, là cái bộ nhớ này nó chỉ có 16 TB thôi, cho nên là nó rất là ít. Và hoặc là cái máy mà coi như là 80 gì đây, là cái thời này là cái thời của thầy cũng có thể là thấy cái này là 286 nè, thời của thầy là 386 nè, thì là cái bộ nhớ của nó phát triển rất là nhanh, và số lượng transistor là nó tăng lên rất là nhanh theo cái định luật Moore mà các ông nhà khoa học đó, người ta đưa ra cái dự đoán đó. Thì là 60%, cho nên là càng về sau thì cái số lượng transistor trên các cái IC, tức là những cái integrated circuit, những cái vi mà tích hợp đó, nó càng nhiều lên. Thì và đồng thời cái người ta viết cái đây là megahertz. Thì tại sao người ta viết cái megahertz đây? Bởi vì các cái thiết bị điện tử cũng như là máy tính, người ta cần một cái xung nhịp đồng hồ, tức là một cái xung nhịp, thì cái máy tính nó mới chạy được. Giống y như người mình thì cần có trái tim đúng không, thì là máy tính nó cần một cái đồng hồ xung nhịp, thì là xung nhịp này nó càng chậm á thì máy tính nó chạy còn chậm. Cho nên càng ngày này người ta mới đưa ra những cái là tạo ra những cái thiết bị mà nó đưa ra cái xung nhịp rất là cao. Ví dụ như cái máy tính Pentium 4 á, thì cái xung nhịp đồng hồ của nó đó là lên đến là 3.800 MHz, tức là 3 GHz, đúng không? Cho nên là 3,8 GHz. Có nghĩa là cái xung nhịp nó rất là nhanh, trong vòng 1 giây á, nó có thể là tạo ra tới hàng triệu cái xung nhịp. Thì làm cho máy tính của chúng ta tốc độ nó nhanh hơn. Cho nên các em thấy đây là những cái thông số rất là cơ bản. Bộ nhớ, rồi là xung nhịp đồng hồ, thì nó là những cái mà nó ảnh hưởng đến cái tốc độ của máy tính. Ở đây là cái mainboard kia, nhưng mà ở cái kiểu đây là cái chip, nhưng mà mainboard đây là chip Pentium chip kia. Thì ở trong một con chip nhỏ xíu thôi, người ta cũng là thiết kế, người ta đưa ra vào đây những thành phần, ví dụ như là system interface, giao diện hệ thống, rồi là điều khiển cái memory, tức là cái khối này là để điều khiển cái bộ nhớ, rồi là case, rồi là decode, là để giải mã, vân vân. Thì đây là trong một con chip. Thì em thấy là cái hình ảnh này á, cái người mà soạn slide người ta cũng là nói là hình ảnh này có bản quyền của Intel, và là có được phép mới sử dụng. Thì đây là thông qua cái này các em có thể học được là có một số cái hình ảnh nó có bản quyền, hoặc là có một số cái tài liệu, những cái thông tin có bản quyền, nó có bảo mật, mình phải cẩn thận trong cái việc đó. Thường là nước mình thì người ta copy hơi được nhiều,
ta ít có để ý những cái việc đó, nhưng mà khi mà ra bên ngoài là người ta có luật, mà khi cần thiết thì người ta có luật, cho nên là mình phải để ý cái đó, mình học hỏi cái chỗ này. Rồi thì cái song song với cái hình hồi nãy nó giống cái hình này các em, tức là cái hình hồi nãy là người ta nói về cái bộ nhớ, còn cái hình này là người ta nói về cái chip CPU, thì nó cũng giống như vậy thôi. Bản chất là người ta cũng dùng những cái chất bán dẫn bên trong các thiết bị đó. Thì nó cũng tăng theo một cái định luật Moore. Chúng ta lướt qua cái dòng máy này, chúng ta xem cho biết, bởi vì là cái này là dòng máy ra cũ rồi, nó có những cái bộ định thờ, cái timer, cái bộ định thờ à, tức là một cái đồng hồ ấy. Ví dụ ở đây có hai cái bộ định thờ, tức là nó có thể làm được hai việc một lúc, hoặc là nó có thể là xử lý được là hai thiết bị, ví dụ như là hay là một cái hai cái việc gì đó. Tức là số mà bộ định thờ này càng nhiều thì nó càng mạnh lên, hoặc là interrupts là một ngắt, là ngắt cái nó là tên là ngắt. Ví dụ như khi mà thầy bấm một cái phím thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là interrupt cho máy tính, để máy tính là xử lý cái phím đó. Ví dụ thầy bấm là Control Alt Del à, thì là nó sẽ tạo ra một cái ngắt để là nó xử lý cái việc đó. Hoặc là có người người ta nối cái USB vào, tức là các em cầm USB các em cắm vào trong máy tính thì nó cũng tạo ra một cái ngắt để cho máy tính nó biết là USB vừa cắm vào để nó xử lý cái việc đó. Đó. Chứ còn không, nếu mà không á, nó không có cái ngắt này á, thì cái CPU của mình nó xử lý cái chương trình và nó không biết là mình vừa mới cắm USB vào nha. Cho nên là bởi vì nó không có cái ngắt đó đó. Đó. Cho nên thầy giới thiệu cho các em cái khái niệm gọi là interrupts là ngắt. Thì càng ngày thì số lượng ngắt này càng lớn thì máy tính mình nó có thể là xử lý được càng nhiều cái các cái tác vụ. Ở đây là cái đơn vị đo, đơn vị đơn vị thì các em thấy là milli, micro, nano, pico là những cái số âm, tức là những cái số mà nó rất là nhỏ. Còn đây thường là mình hay dùng những số lớn này đúng không? Kilo rồi mega rồi giga rồi tera. Hiện giờ mình dùng tới đây rồi, tức là hiện giờ các em có thể mua một cái ổ cứng mà nó 1 terabyte chẳng hạn, tức là 1.000 gigabyte. Còn cái kilo này là càng ngày nó càng ít dùng, tức là chỉ có một số cái file mà nó có chất lượng, xin lỗi, nó có cái dung lượng nhỏ thì mình mới thấy cái kilo thôi. Còn bây giờ hiện giờ ví dụ một cái file mà ở nhạc chẳng hạn, như một file MP3 hay là một cái file hình ảnh của em chụp hình nữa hả, nó cũng lên đến mấy mê rồi, chứ không còn ít có chỉ có những cái file mà test hay là những file đơn giản thì nó mới dùng kilo thôi đó, và giga này, rồi tera đó, và chẳng biết đến khi nào thầy thấy cái chữ này đó. Tuy nhiên là về đơn vị đo cho nên người ta đã thiết kế sẵn cho chúng ta là nhiều cái đơn vị nó rất là kinh khủng, và thầy nghĩ là mai mốt chúng ta có thể là đặt tới cái chỗ này ha. Đây là một cái kiến trúc máy tính mà thầy giới thiệu cho các em thôi em, rất là cơ bản. Các em nhìn vô đây các em thấy là một cái sơ đồ gồm các cái khối và các cái mũi tên để thể hiện cái chiều của dữ liệu. Vô đây là input device, tức là những cái thiết bị nhập. Những thiết bị nhập là những thiết bị là đưa dữ liệu vào thôi, nó chỉ biết là truyền dữ liệu, xuất dữ liệu ra. Ví dụ như cái con chuột của các em á, thì nó là một cái thiết bị nhập, tức là nó chỉ biết nhập dữ liệu vào thôi. Khi các em kéo một cái chuột từ trái qua phải thì cái con chuột của em nó sẽ tạo ra một loạt các cái mã ha, mà nó truyền vào trong máy tính đó, và cái máy tính nó nhận được cái mã đó, nó giải mã hay sao đó ha, nó tạo ra cái lệnh là di chuyển con chuột. Hoặc là khi mà các em nhấn một cái phím trên bàn phím thì bản chất của nó là nó tạo ra một cái mã 100101010 gì đó từ cái bàn phím đó, nó truyền đến máy tính à, cái bàn phím nó rất là đơn giản các em, tức là trong đó nó có thể có một cái chip nhỏ gì đó, nó không cần xử lý gì hết trơn à, chỉ cần là mình bấm cái phím đó thì nó tạo ra cái mã đó, còn bấm phím kia thì nó tạo ra cái mã kia và nó truyền lên
theo cái dây dẫn, theo cái dạng là nối tiếp rồi đó chẳng hạn. Tức là một một loạt một đoạn cái code cho cái lệnh đó. Hoặc là các em có thể thấy là rất là nhiều, ví dụ như máy scanner, tức là nó scan vào, tức là đó là input. Còn output này, ví dụ như màn hình, màn hình thì nó chỉ có thể xuất ra thôi, hoặc là máy in. Và có những thiết bị là vừa là input mà vừa là output. Ví dụ máy in bây giờ nó có thêm cái chức năng là scanner, hoặc là fast scanner, là mình scan rồi mình truyền vào máy in, là truyền vào máy tính. Còn máy in là từ trong cái file trong máy tính mình mới in ra. Thì có những cái thiết bị là nó vừa là input và vừa là output. Rồi đây các em có là cái CPU, người ta vẽ này là CPU, tức là cái khối gì ta, xử lý trung tâm đúng không? Central Processing Unit là khối xử lý trung tâm, là cái trung tâm của bộ não của máy tính đó. Nó gồm có hai cái phần chủ yếu, đó là cái phần là Arithmetic Logic Unit, tức là khối luận lý toán học, rồi khối điều khiển đó. Rồi là cái CPU này nó kết nối với bộ nhớ theo hai chiều, rồi cái control unit là nó kết nối với cái gọi là lưu trữ ngoài, external storage, đó là lưu trữ ở bên ngoài. Ví dụ như là ổ cứng của em cũng có thể gọi là external storage, mặc dù nó là ổ cứng nhưng mà nó là external storage. Còn cái này mới là memory này nè, mới là bộ nhớ chính của cái máy tính. Các em xem để có một cái kiến trúc, cái hình dung. Rồi thầy giới thiệu nữa cho em các thành phần của cái kiến trúc này, gồm có là CPU, viết tắt là Central Processing Unit, khối xử lý trung tâm. Thì trong này á, nó gồm có là control unit, là khối điều khiển, khối luận lý toán học, rồi các cái thanh ghi. Các em làm quen với những cái từ này, rồi các em làm quen với những cái từ tiếng Anh này. Đây không chỉ là tiếng Anh, đây là thuật ngữ chuyên ngành, và các em học chuyên ngành IT thì các em phải rất là quen thuộc với những cái thuật ngữ này, cho nên là thầy dùng những thuật ngữ này. Rồi là primary memory, nghĩa là bộ nhớ chính, đó chính là RAM, tức là random access memory, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Truy xuất ngẫu nhiên có nghĩa là mình muốn là truy xuất cái dữ liệu ở cái ô nhớ nào thì mình chỉ cần lấy cái địa chỉ của ô nhớ đó và mình có thể truy xuất ra, gọi là truy xuất ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên này á có nghĩa là muốn truy xuất chỗ nào cũng được. Tại sao nó có chữ này các em? Bởi vì ngày xưa đó, hoặc là có những cái thiết bị lưu trữ á, là mình phải đọc từ đầu đến cuối. Ví dụ như ngày xưa các em có cái máy cassette chẳng hạn, nó cũng là thiết bị lưu trữ, nó lưu cái bài nhạc, mình phải quay đến cái chỗ đó thì mình mới lấy được cái dữ liệu đó, mình mới lấy được cái đoạn nhạc đó. Thì là cái RAM này nó có cái chữ random là vì vậy, bởi vì nó rất là tiên tiến, là mình muốn lấy dữ liệu ở ô nhớ nào là đều ok hết. Rồi là external storage là cái từ mà hồi nãy các em thầy giới thiệu cho các em á, tức là cái phần lưu trữ mở rộng. Phần lưu trữ mở rộng nhưng mà nó gồm là đĩa cứng này, rồi đĩa CD-ROM này, USB này, vân vân, đó là những cái phần lưu trữ mở rộng. Và thường là người ta dùng ổ cứng để người ta lưu cái hệ điều hành. Rồi những cái thiết bị nhập xuất, ví dụ như bàn phím, chuột, máy in, vân vân. Và để kết nối tất cả những cái thành phần này lại với nhau thì ở trong cái mainboard của máy tính người ta dùng những cái bus. Ở trong đó là thầy giới thiệu cho các em là có hai cái, có nhiều cái đường bus mà có hai cái cơ bản, đó là PCI và HDMI, ví dụ như vậy. Tức là dùng những cái chuẩn của cái bus này để kết nối các thành phần bên trong một cái bo mạch chủ. Đây chính là cái kiến trúc và các cái thành phần cơ bản, thành phần cơ bản của máy tính, thì gồm có là CPU, primary memory, rồi external storage, rồi là input output devices, rồi là bus.
Bây giờ chúng ta có một số câu hỏi, một số các câu hỏi ôn tập. Hình như là có bạn vào rồi rớt ra, rồi vào rồi rớt ra nhiều đúng không? Có bạn nhà cúp điện thì thầy thấy sĩ số vẫn là lúc thì lên 61, lúc thì là 59. 61 người, lúc là 59 người. Nguyễn Văn Hậu hồi nãy vào ra mấy lần luôn rồi em? Cái mạng của em nó yếu á thầy. Còn các em khác là nghe rồi thấy rõ ràng phải không? Từ nãy giờ các em nghe thấy ok Ok thầy. không? Cũng may là sáng nay có vẻ hoặc là cá mập nó tha cho chúng ta, hoặc là có thể là do cái host này là của trường cho nên là có thể nó hơi khác một rồi. Chúng ta vào các cái câu hỏi trong này, câu hỏi ôn tập với em. Thứ nhất, câu hỏi này: Explain each of the following terms in your own words. Nghĩa là giải thích những cái khái niệm này, dễ không? Nhất là translator, tức là cái bộ biên dịch. Rồi là interpreter, tức là trình thông dịch. Đây là trình biên dịch, trình thông dịch. Rồi virtual machine, tức là máy ảo, ha? Tức là mình giải thích những cái khái niệm này. Thì các em thấy là đây là những cái term, tức là những cái thuật ngữ, những cái khái niệm. Những khái niệm này á, người ta nói cái từ trong này á là những khái niệm này nhưng mà về mặt công nghệ thông tin, chứ không phải là theo nghĩa như thông thường. Nhưng mà thật ra nó cũng gần giống như cái thông thường. Trong đó đó, translator này không phải là người, đúng không? Không phải là người biên dịch. Mà nói là trình biên dịch, tức là một cái chương trình, ý ta nói là cái chương trình. Thì các em tìm hiểu về các cái này để các em giải thích, tức là giải thích cái thuật ngữ này, bởi vì các em đã từng học cái môn những cái môn lập trình đó, thì các em có thể đã được giới thiệu về các cái trình thông dịch và các cái trình biên dịch mà nãy thầy cũng có nói qua cho các em đó. Ngoài ra có các em có máy ảo nữa. Máy ảo có nghĩa là không phải là máy thật, nó không phải là một cái máy mà phần cứng, tức là hardware, nó không phải là cái máy actual machine, đúng không? Người ta xây dựng lên các cái mô hình máy ảo để gần gũi với người sử dụng như thế nào đó, để các em có thể giải thích ngắn gọn thôi, sơ lược cái hiểu của mình về về những cái từ này theo cách hiểu của em, không có vấn đề gì hết. Rồi câu thứ hai là ta nói là what's the difference between interpretation? Đó, tức là khác nhau của cái này và cái này là gì? Thì nó cũng giống như câu hỏi trên thôi. Ở trên này là mình giải thích cái khái niệm, còn ở dưới này mình nói là họ hỏi là hai cái này khác nhau như thế nào. Rồi cái câu này người ta hỏi là what are the two main parts of the processor? Có nghĩa là hai cái phần chính của processor, tức là bộ vi xử lý, bộ xử lý đây. Bộ xử lý tức là cái CPU á. Người ta có thể là dùng là bộ xử lý hay là CPU hay là khối xử lý trung tâm, người ta viết gọn là processor đó. Các em có thể xem cái hình này, các em xem thử đoán thử là hai cái khối nào ha. Ở trong này các em thấy là có là ba thành phần là control unit, address logic unit, register, là các em đoán được là hai hai thành phần chính nó là gì không? Rồi các em xem cái câu này, câu cuối cùng này cũng rất là hay đó, tức là liệt kê các cái thành phần cơ bản của một cái kiến trúc máy tính. Liệt kê các thành phần cơ bản của một kiến trúc máy tính, thì ở đây thầy có cái slide này để giới thiệu cho các em. Hồi nãy thầy nói các em cái thành phần cơ bản là nó gồm có là bộ vi xử lý, rồi có là bộ nhớ chính, rồi có là các cái lưu trữ ngoài, rồi các thiết bị nhập xuất bus. Để các em
Bây giờ các em có thể là đây là kết thúc đây, kết thúc cái phần này. Các em có thể vào cái trang LMS để các em điểm danh rồi các em nghỉ giải lao 5 phút ha. Tức là trong thời gian 5 phút giải lao của thầy để thầy chuyển qua cái phần khác ấy, thì các em có thể là vào tranh thủ vào trong cái hệ thống LMS đăng nhập vào và có cái mục điểm danh ấy, các em điểm danh vô trong đó luôn cho thầy. Hẹn lại gặp lại các em sau 5 phút nha.